Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với thế giới non bộ, kiểu cảnh sân vườn của nhà thiết kế mỹ thuật Thanh Bình. Địa chỉ tại km 20 quốc lộ 32, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Và đây là hai số điện thoại của nhà mỹ thuật Thanh Bình, cơ sở thế giới non bộ kiểu cảnh sân vườn. Bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta cùng nhau vào tham quan một cơ sở sản xuất non bộ khá là đẹp, chất lượng nhưng mà giá là hết sức là bình dân. Vâng, trước mắt chúng ta là anh Thanh Bình. Vâng, chào anh nhá. Chào bác Đỗ Sinh, chào vâng. Bác vâng, đứng ở cái vị trí này thì gần cái đường quốc lộ 32, cái lượng xe đi lại rất nhiều cho nên nó hơi ồn. Bây giờ hình ảnh đầu tiên chúng ta cùng với anh Thanh Bình, qua hướng dẫn của anh Đỗ Sinh sẽ đưa ống kính đi lần lượt tham quan một không gian chung tất cả. Sau đó anh Thanh Bình sẽ giới thiệu chi tiết từ những cái tiểu cảnh non bộ, từ lớn cho đến nhỏ, và có một cái giá là rất hấp dẫn đối với chúng ta. Vâng, nói đến khu vực Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây thì đây là một cơ sở rất lớn, được nhiều người mến mộ, đã tin dùng những cái sản phẩm của anh. Đó. Bây giờ ta đi sâu vào trong cái khoảng không phía dưới và thăm trực tiếp cái xưởng của các anh đang làm. Không những chỉ có non bộ tiểu cảnh mà còn có những viên đá cảnh, đấy. Gỗ lũa cảnh, vâng, cũng rất là phong phú. Trời nắng rất to, trời nắng thu, nắng vàng rực rỡ. Hơi ngược sáng một tí. Vâng, chúng ta tham quan cả cái khu mà anh để những cái vật liệu. Đó là những cái viên đá hình dáng hình thù rất là phong phú. Và tôi được biết nếu mà các anh có nhu cầu cung cấp về đá, anh cơ sở cũng sẽ đáp ứng được. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thưởng thức một tiểu cảnh non bộ. Đối với nhà mỹ thuật Thanh Bình thì đây là tiểu cảnh tầm cỡ lớn của sản phẩm của anh. Sử dụng cho những cái không gian vừa phải.
Anh cho biết cái thông số kích thước của cái bể này cái. Dài 2m9 và rộng 1m60. Rồi, ok. Sở dĩ chúng ta đo cái đó để nếu anh em chúng ta có cái nhu cầu để biết được cái diện tích khi sắp đặt trong sân vườn nhà mình như vậy. Chiều cao từ mặt chậu lên nhá. Từ mặt bể lên này. Lên đến đỉnh của cái núi cao nhất. Chiều cao 1m75. 1m75 và còn bây giờ chúng ta đi cận cảnh luôn, chi tiết từ những đường nét, từ những cái màu đá cho đến vách núi, rất là sinh động như thế này. Đây là sẽ có thác nước rơi thẳng đứng. Dạ, vâng. Từ trên vách xuống. Đấy, xong nó chảy theo dòng suối này để nó đổ ra ngoài. Xuống cái dòng suối này. Vâng. Sau đó qua cái cầu này. Vâng, qua cầu đá. Qua cầu đá này thì đưa xuống, tiếp tục xuống như này để qua một cái cầu nữa. Cầu suối. Thì mới đưa xuống mặt nước. Như vậy là với cái diện tích này thì chúng ta nuôi những cái chú cá ở trong này là rất tuyệt vời. Cá vàng, cá cảnh. Chính là một hồ cá luôn. Rất là có hồn, một mảnh cắt thiên nhiên đã được thu nhỏ tại thế giới non bộ sân vườn Thanh Bình. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nhau tham khảo cái báo giá của anh chủ cơ sở. Như hòn non bộ chúng tôi vừa mới chia sẻ đây thì giao lưu thì giá khoảng bao nhiêu anh? Giao lưu các bác các chú là 35 triệu ạ. 35 triệu. Anh sẽ cái giá này là anh có bao ship, bao vận chuyển đến cho gia đình chưa? Có giao lưu tại cửa hàng. À, tại cửa hàng thôi phải không? Vâng. Ok rồi. Và tôi được biết là khi khách hàng tham quan mà chọn cho mình được một cái bộ non bộ đẹp, hợp với cái ý tưởng của chúng ta, thì đây là một cái cơ sở mà sẽ vận chuyển, tháo lắp, lắp đặt tại nhà mình an toàn, sau đó thanh toán. Thế còn cái giá của anh nhà báo là tất cả là giá là bà giá tại chỗ. Lúc ấy khách hàng ở xa hay ở gần phát sinh cái phí vận chuyển và lắp đặt thì lúc đấy tính xong. Tất nhiên là sẽ có trách nhiệm bảo hành và chăm sóc lâu dài cho khách hàng. Và chúng ta đi đến với một cái non bộ tầm nhỏ hơn. Tôi sẽ chia sẻ từ cái lớn nhất đến cái tầm nhỏ và tiếp theo là những cái nhỏ mini.
Vâng, cái này là dài rộng của bể bao nhiêu anh? Cái này của cháu là dài 2 mét, rộng 1 mét 2 ạ. 2 mét, rộng 1 mét 2, vâng. Cái điểm này cái thác nước rất đẹp, đổ xuống. Vâng, ở trong cái khe này, khe sâu này là một cái thác nước. Với cái tiểu cảnh mà tôi vừa chia sẻ đây thì giao lưu giá bao nhiêu anh? Giao lưu là 25 triệu ạ. Vâng, bộ này là 25 triệu. Ok. Rồi chúng ta đi tham khảo một số những cái bộ nhỏ hơn đi. Và đây là số điện thoại của tiểu cảnh sân vườn Thanh Bình. Địa chỉ là km số 20 Đan Phượng, Hà Nội. Nằm trên quốc lộ 32. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với một bộ được thiết kế từ những viên đá thấm thủy, chứ không phải là đá xanh và đá đen như là chúng ta vừa xem lúc nãy. Nhất là cái chậu, các anh ấy làm giả một cái thân cây, được cắt ra từ thân cây đây. Chậu mỏng. Đá thấm thủy màu vàng. Đá thấm thủy thì nó nhẹ nha. Nó nhẹ hơn. Nhưng mà sau khi chơi lên rêu đá thấm thủy tôi thấy đẹp lắm. Đá thấm thủy nó lên rêu đẹp lắm. Khoảng bao nhiêu anh? Dài 2 mét, rộng 1 mét 45. Dài 2 mét, rộng 1 mét 45. Giá là 18 triệu. Bộ này là 18 triệu. Vâng. Và rồi. Và ở vị trí này tôi thấy anh có cái bộ này đẹp quá nhỉ. Đấy, đã lắp điện nước hoàn chỉnh để sử dụng này. Đó. Vâng, bộ này anh báo giá hoặc bao tiền anh? Bộ này có đã giao lưu rồi nhưng mà chưa chắc đâu các bạn. À, tức là khách đặt cọc rồi à? Dạ, giao lưu rồi à? Dạ, thế thì thôi. Rồi, bộ này đẹp đấy. À, cho nên là anh đã lắp bơm các thứ hoàn chỉnh để chuẩn bị đem đi cho khách. À, còn cái bộ kia thì là chưa lắp những cái bơm nước. Rồi, ok.
Vâng, và đây là một cái bộ có gọi là Tam Sơn đúng không anh? Dạ vâng đúng rồi. Ba quả núi trong một cái bể cũng rất là mỏng. Mà anh có những cây, nó gọi là cây vảy ốc thì phải. Bám lên nhìn rất là cổ kính, rất là đẹp này. Đấy. Và cái bộ này thì kích thước như là rất là dài đúng không? Vâng. Thước của nó là rộng 70, dài 1m8 ạ. Vâng, dài 1m8, rộng 70. Trên đó là ba quả núi Tam Sơn. Với giá bao nhiêu anh? Số giao cả bộ là 18 triệu ạ. Vâng, cả bộ này là 18 triệu. Rồi. Đi, di chuyển xuống những cái bộ nhỏ hơn. Và bộ này thì nhỏ nhắn xinh xắn này. Mỗi bộ này thì bao nhiêu tiền anh? Bộ này sẽ cho bộ này kích thước của nó để kích thước của nó là 65. Dài 95. Vâng, 65-95 à? Vâng, giao lưu là 7 triệu. Bộ này là 7 triệu. Rồi. Vâng, và trước khi kết thúc cuốn video thứ nhất đến với Thế Giới Non Bộ Thanh Bình, chúng tôi giới thiệu tiếp một với bộ cũng tầm trung nữa thôi. Sau đó cuốn sau chúng ta sẽ giao lưu những cái bộ tầm nhỏ, giá rất là bình dân. Đây là một cái non bộ mà tôi nhìn tôi thấy nó khác thường so với những bộ khác. Một cái núi rất là nhìn có thể dùng từ gọi là mạo hiểm, rất là chênh vênh, rất mạo hiểm. Đấy. Và một viên đá liền khối nó lại bay, nó nhô ra ngoài này, nó vươn ra ngoài này. Cây này bao nhiêu anh? Cây này của cháu kích thước là 75 nhân 1m25. Và kích thước cây là 1m2 và 75. Dạ vâng. Bộ này cây mai chú thủy này rất là già rồi đấy. Được rồi, anh ký vào đây những cây mai cũng tuổi đời cũng khá rồi đấy. Hoa này. Dưới tán cây này trong có một cái thác nước nó chảy. Tức là lúc là khách hàng lấy là mình lắp bơm mà thôi. Vâng. Được rồi, đều có thác hết. Rồi, cái bộ này giá bao nhiêu anh? Tiểu cảnh này giá giao lưu là 12 triệu. 12 triệu. Và ok. Với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển sang những cái non bộ tiểu cảnh nhỏ ở những cuốn video sau. Và đây là số điện thoại của Thế Giới Non Bộ Thanh Bình, địa chỉ km số 20, quốc lộ 32, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.